Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì bản cập nhật của chúng ta cũng đã cho chúng ta thấy được cái màn trình diễn của nhân vật nghệ sĩ Phi Ô Long. Rồi, các bạn thấy không? Rất là nhiều dung nham luôn. Đây. Và cái gam đó hình như là để viết nốt nhạc cái sao ấy. Ngày xưa mình có học lớp 1 thì cũng có học sơ sơ rồi. À, rất là vĩ đại luôn á, cần chăm chút vào cái tạo hình của nhân vật này, cực kỳ đẹp luôn. Ok, mình sẽ vào trận đấu. Hôm nay nó có bán một cái gì combo cái gì đó, hình như là mình đọc sơ sơ thấy access chắc là phụ kiện, kiểu như là mua trước rồi sau này là được phụ kiện hay sao, không rành lắm. Và bạn nào có tiền thì mua thôi. Thường thường là những cái gói combo như thế thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn là các bạn mua lẻ. Trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chìm trong cái map thị trấn say ngủ, tha hồ để có thể tung hoành với nhân vật này luôn. Bởi vì map này rất là rộng và phạm vi sử dụng dây đàn của nó thì nó cũng dễ để chúng ta có thể xác nhận được hơn, dễ để căng dây hơn. Chưa gì thấy Gardener. Ui xồi ôi, nghiệp tụ, trời ơi. Đúng nghiệp tụ. Cái cho chừa cái tật phá ghế. Nhân vật Piêu Lông này thì các bạn cũng có thể là mang cắm mát này, tốc biến cũng rất là tuyệt vời nha. Nhưng mà map này rộng, để kiểm soát map tốt thì mình sẽ sử dụng cái gì nhỉ? Cắm mắt sướng hơn. Ôi, mình chém không được, đi nhảy qua bên đây mất. Nhân vật này rất là ốm và cao mảnh khảnh, cho nên các bạn rất dễ là nhìn cái dấu chân và không bị mất dấu nhé. Nó không giống như con thằn lằn, dính luôn. Để mình thịt luôn bạn điều phố nữ điều chủ tế. Tức quên. Khi nào mà mình full kỹ năng á, lúc đó thì mới là ám ảnh kinh hoàng đối với survival. Bởi vì mình có khả năng tạo ra dây đàn. Và mỗi lần tạo ra xong là gầy đàn, survival sẽ phát ra tiếng khóc. Này, cho bạn này ngồi lên cái ghế và bạn ấy vừa phá luôn. Cho vừa lòng. Chiều nay là mình phải đi lên trung tâm dạy rồi, nó cách xa phòng trọ của mình là phải khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rất là xa luôn. Tụi bạn nó hẹn nhau ở Aeon cho nên là hẹn 4 giờ. 4 giờ chắc phải tầm 2 giờ mấy, gần 3 giờ mình phải đi rồi. Vẫn chưa kết thúc ở đó đâu, Dính này. À, rất là hay. Có quá nhiều sự thú vị ở trong video clip ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay cũng đã được mở bán nhân vật Phi Ô Long rồi. Và mình đoán là hành trình hành sắp mặt của chúng ta sẽ bắt đầu. À, chạy qua nhanh phết nhỉ. Mình đi bộ chay sang đây cũng được. À, vẫn còn đam mê pha ghế kìa. Trời ơi, phá ghế là đam mê. Cái tai vẫn lờn vờn ở đây. Hương sư. À, quý cô nương ở đây. Cái khu nhà này được cho thêm thấy cũng khá là vui ha. Nhiều địa hình nhây hơn và chúng ta có thể kéo dài cái cuộc sống sót hơn. Trời ơi, trước kia thì quanh đi quẩn lại có mấy căn, bây giờ thì quá trời luôn. Nó trở thành một cái khu đô thị rồi. Chứ không thành thị trấn nữa. Thị trấn này cũng to chứ bộ. Thường thường là mấy cái thị trấn nó cũng dạng vừa vừa thôi, nó không có to bằng như thế này đâu. Có giật không, giật Đức Hoa về. Được rồi, giờ mình gảy đàn để các bạn xem này. Thôi không được, thân sư đi nhanh quá. Ơ, chủ tế. Thôi giết tạm đây cũng được. Con mồi chủ tế này ngon hơn. Mình gảy đàn này.
Đó, các bạn nên nhớ là sử dụng cái skill gảy đàn á, là đứng về phía vào thì đàn nó sẽ gảy ngược về phía bên đấy. Cho nên các bạn cần phải nhớ lưu ý này nha. Như cái hồi mình mới chơi gảy đúng ngu luôn á. Nhiều khi muốn đàn nó gảy về phía bên này nhưng mà cứ đứng sai vị trí là cái đàn nó sẽ gảy lại phía bên kia. Cho nên là cần phải lưu ý đến cái vấn đề này. Dính luôn. Easy game. Nhưng mà bây giờ bạn này đang có cái quan tài của Aesop. Wow, tài nữa kìa. Đâu, còn đâu nữa không? Ôi, hương sư. Ra đây. Gãy đàn này. Ôi, ui dồi, Terosok. Hay quá. Ê, đừng cứu. Wow, quá nhiều sự bất ngờ luôn á. Hai quả Terosok liên tiếp. Ủa, mình thắng dễ vậy luôn hả trời? Mình cứ tưởng là trận này mình ngậm hành cơ. Các bạn đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ quay trở lại một clip khác luôn. Phải nói thiệt là lâu lâu rồi mới có những cái cú Terosok như vậy. Nhìn nó rất là đã, thật sự rất là đã luôn. Nó gây bất ngờ lắm, với lại tạo cho mình một cái cảm giác rất là hào hứng khi mà mình vừa chơi game. Cái map này cũng rất là rộng, nhưng mà đối với nhân vật Violon thì các bạn cũng không cần phải đào cửa sổ. Bởi vì cái khả năng tạo dây đàn của nó đi xuyên cửa sổ luôn mà. Gây ra sát thương thì các bạn cũng không cần phải lo lắng con vấn đề này. À, tỉnh. Ôi, hụt kìa. Chém này. Ôi. Cái gì né được một lần nên né lắm đấy. Để mình cắm con mắt đây. Hương sư ở đây luôn. Úi giời thanh niên. Úi giời. Ui, trúng luôn. Đẹp quá. Các bạn nhây với nhân vật Violon thì cũng không... Mình nghĩ là đứng yên một chỗ là sẽ rất là dễ để chết. Bởi vì khả năng tạo dây đàn và khả năng gảy đàn của nhân vật này nó ép góc mình rất là tốt. Việc mà xoay cam nó cũng rất là quan trọng để các bạn có thể chủ động hơn trong cái khả năng là gọi là né dây đàn hoặc cai Hunter. Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết thôi, còn nói chung thì nó cũng phải có cái độ may mắn các bạn. Cái gì nó cũng không thể hoàn hảo được. Dính không? Không dính, nhưng mà ăn đòn là phải dính. Trận đấu này gặp mù ha. Bạn này bạn ấy bartender. Ô, gặp mù này. Hai thanh niên nãy giờ sửa máy sướng quá trời luôn. Hương sư thì mãi đi cứu để mình thịt con mù. Ui, một đòn. Chết luôn nha mù ơi. Giết được mù mà trong lòng mình nó phấn khích quá trời luôn. Cái nick của mình thì cũng tích được 6.000 manh mối và cũng vừa mua nhân vật này để đi rank cho nó sướng. Nói chung là mấy bạn này cũng kiểu là Hunter mới và cũng chưa quen và cũng chưa biết gọi là bắt được và khắc chế survival thôi. Chứ nếu như mà khắc chế tốt thì giống như những nhân vật An thì các bạn thấy không? Bị bully quá trời. Tội. Úi dồi ôi. Không kịp ấn vào trong cái ghế rồi. Trò gì ở đây vậy? Đông vui quá vậy trời. À, các bạn tạo dây đàn quá xa là tự nhiên bị hủy skill luôn nha. Cho nên phải cố gắng tạo dây đàn sao cho hợp lý một chút. Giời, đông vui như hội. Chết luôn. Để mình đi ngược đây, mình gảy đàn ra này. Đó, thấy không? Đứng bên này, đàn sẽ gảy về bên kia. Trời đang âm u, chuẩn bị mưa các bạn. Gảy thêm phát đàn nữa này. Dính không?
không dính. Một câu chuyện rất là buồn luôn. Trời ơi, chạy đi đâu? Úi dồi ôi. Ai đây, ai đây? Bartender. Gãy đàn. Dính này. Ôi, nhanh thế nhở? Uống rượu. Thì đã đau lòng quá đi mờ. Chết nha bạn ơi. Ủa? Sao không? À, hai bạn này ở trong đây cũng bị dính dây đàn của mình luôn. Ông trời thương mình rồi. Số nhỏ cho hai thanh niên. Bắt con mù trước đã. Hương sư tự trị thương sống dậy rồi. Thanh niên đào vàng xui rồi. Đứng trong cái khoảng không của dây đàn của mình. Ôi bartender. Bartender vừa trị thương xong thì đàn của mình cũng vừa dính luôn. Trời ơi. Nhỏ thế bạn ơi. Này bị nam châm. Dẹp hết để cho mình chơi. Hương sư lục được cái kim tiêm, tự trị thương rồi. Bạn trẻ này là giờ là bay luôn. Cho lên ghế đầu ngồi. Tính tươi cứu hay gì đây. Chơi Hunter thì các bạn phải mang cái tai đi nhá. Bởi vì cái tai rất là quan trọng. Để các bạn có thể kiểm soát map rất là tốt. Khi mà các bạn đứng đây, các bạn thấy cái tai xuất hiện ở trên góc tay trái màn hình ấy, thì các bạn biết là Svevel nó đang ở gần đấy. Và các bạn sẽ chủ động để đi kiếm hơn. Chứ các bạn không mang tai là cho dù Svevel nó có ở gần hay không ở gần thì các bạn cũng không biết đâu. Giờ còn mỗi hương sư thôi và mình có thể giết bạn này rất là dễ luôn. Bartender thì có khả năng là chảy máu và bye bye cuộc đời thôi. Lại chơi cái kiểu gọi là nhây với mình một chỗ. Gãy đàn này. Đó. Một vả này. Xong. Đừng có nhây một chỗ đối với nhân vật này. Nguy hiểm lắm. Ok. Nhẹ nhàng như lông hồng luôn. Giờ quay tới để bắt bartender là xong. Cô nương này hồi nãy là chăm chỉ cho đồng đội đi uống rượu lắm này. Xuống ghế ngồi. À vẫn dậy được. Trời ơi. Khá lắm cô gái. Bạn nghĩ bạn thoát được không? Chắc mình nói là không rồi. Gãy đàn. Không trúng. Cái tiếng nhạc đàn nghe rất là hay ha. Nghe tưng. Vẫn nhây một chỗ với mình. Gãy đàn. Một đàn bắt đầu đi ngược lại. Đàn bắn về bên kia. Dính luôn. Nghe hay quá à. Ok. Thắng rồi các bạn ơi. Mang cắm mắt đối với nhân vật này cũng rất là ngon. Khống chế được đủ điều luôn. Và đặt dây thì cũng khá là dễ. Khi mà survival phía bên kia tường. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn vào những trận đấu lần sau. Và nhớ ủng hộ channel của mình nha. Channel của Hoan 801. Hẹn gặp lại.